Quán Kinh Trung Thượng Phẩm Thượng Sanh Giả Ưng Cụ Chư Giới Hành Đọc Tụng Đại Thừa Cập Tu Hành Lục Niệm Lục Niệm Bên dưới có chú giải là Niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên Hồi hướng phát nguyện Kỳ thực diệt tức phụng hành lục độ giả Thực tế mà nói Thì Phật Pháp nói đầy đủ trên mọi phương diện Lục niệm là điều phổ biến trong đại thừa tu học đại thừa không ai không tu lục niệm trước là niệm tam bảo niệm phật niệm pháp niệm tăng tam bảo là giác chánh tịnh ý nghĩa này nhất định phải hiểu rõ ràng trong pháp bảo đàn kinh ngài huệ năng nói rất rõ ràng ngài nói là tam quy y quy y phật quy y pháp quy y tăng ngài không dùng phật pháp tăng ngài dùng giác chánh tịnh quý vị xem trong pháp bảo đàn kinh tổ sư truyền thụ tam quy ngài nói quy y giác Quy y chánh, quy y tịnh Ngài đã dùng chữ như vậy Ngài dùng như vậy khiến chúng ta tưởng tượng ra Đại khái trong thời đại của Ngài Phật Pháp ở trong thế gian đã có rất nhiều người ngộ nhận Chấp tướng Quy y Phật nhất định là nặng bằng đất điêu bằng gỗ Quy y Pháp nhất định là kinh điển Quý y tăng là người xuất gia Như vậy là sai Những thứ đó là gì? Là tượng trưng cho tam bảo Nó tượng trưng cho điều gì? Quý vị phải biết Tất cả Phật tượng là tượng trưng cho tánh đức Tượng Bồ Tát tượng a la hán tượng trưng cho tu đức tất cả đều là tượng trưng cho chính mình điều này phải nên biết phật tượng trưng cho đại giác đại triệt đại ngộ pháp tượng trưng cho chánh tri chánh kiến Tăng tượng trưng cho sự thanh tịnh hòa hợp Lục căng thanh tịnh không nhiễm chút trần Quý vị hiểu được nghĩa này là thật sự đã quy y Nhìn thấy tượng Phật liền nghĩ đến Chúng ta phải giác mà không mê Thật sự đã quy y Nhìn thấy quyển kinh Lập tức nghĩ đến chánh mà không tà Trong kinh điển là chánh tri chánh kiến thấy người xuất gia chúng ta liền nghĩ đến sáu căn thanh tịnh không nhiễm chút trần tịnh mà không nhiễm là tăng bảo giác mà không mê là phật bảo chánh mà không tà là pháp bảo phải hiểu rõ ràng điều này ở đây không có chút mê tín nào nhìn thấy người xuất gia này họ trì giới hay không không liên quan đến chúng ta Họ là người xuất gia tốt hay người xuất gia không tốt cũng không liên quan Quý vị nhìn thấy tướng này lập tức nghĩ đến chính mình Lục căng thanh tịnh không nhiễm chút trần Quý vị thật đã quy y Niệm tam bảo là niệm như thế Ngàn dạng lần không nên ngộ nhận Bên dưới là niệm giới Thập thiện, tam quy, ngũ giới, Thập giới thực hành được hay chăng? Nhớ mà không thực hành cũng vô dụng Phải làm Thí tượng trưng cho điều gì? Cổ nhân thường nói Kỹ sở bất dục Giật thí ư nhân Nói cách khác Tôi không muốn người khác đối đại xấu với tôi Tôi cũng không nên đối đại xấu với người khác Tôi thích thấy người khác hoan hỷ Tôi thấy người nhất định rất hoan hỷ Đây chính là thí Trước là thí Tôi muốn người khác tán tháng tôi Thì tôi phải tán tháng người khác trước Tôi muốn người khác giúp đỡ tôi Thì tôi phải giúp đỡ người khác trước Cho nên Bố thí phải hiểu cách yêu thương người khác Yêu thiên địa dạng vật Bố thí ái tâm Bố thí khoan hoài Bố thí quan tâm Bố thí giúp đỡ quý vị là người có thể làm như vậy thì không có gì không thuận lợi điều ở sau là niệm thiên thiên dùng cách nói hiện nay là đại tự nhiên đối đãi đại tự nhiên có tâm kính sợ tôn trọng như cây cỏ hoa lá Sơn Hà Đại Địa Bây giờ Thời tụng kinh sáng hàng ngày của chúng ta Đều liệt nó ra Thời quá sáng chúng ta nhất định Phải lễ lại cây cỏ hoa lá Chúng sinh Sơn Hà Đại Địa Mười phương quốc độ vi trần thế giới sơn hà đại địa này đây là niệm thiên thiên có nghĩa là quang minh có nghĩa là từ bi kiết tường chúng ta phải hiểu phải thấu triệt thực tế mà nói tất cả đều nâng cao cảnh giới của chính mình nâng cao tấm đức của mình và tăng trưởng Trí Huệ của mình hồi hướng phát nguyện những công đức này ngày ngày không gián đoạn tu học những công đức này hồi hướng cho thế giới cực lạc Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Đây chính là phụng hành lục ba la mật Chính là tu các công đức Điều này phải làm hàng ngày Phải làm từng giờ từng phút Trong sinh hoạt hàng ngày học tập tất cả cung kính đối với tất cả đều cung kính tức là cung kính tánh đức của chính mình vì tất cả pháp đều từ tánh đức biến hiện ra chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm